Anh ơi, cái dự án này khoảng bao giờ mới khánh thành vậy anh? Không biết hả? Làm chắc còn lâu à hả? Em thấy làm cũng xuyên suốt luôn hả? Không nghỉ luôn á. Làm liên tục luôn mà. Dạ. 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 Em cảm ơn nha. Cô bác ơi, mình đang ở cái khu bờ kè của con sông Cái Răng cô bác ơi. Đó, cô bác thấy đẹp không? Đây là khu bờ kè thẳng tắp từ đây tới Bến Ninh Kiều luôn đó cô bác. Họ đang thi công đó cô bác, chưa hoàn tất nhưng mà bây giờ cô bác thấy khu bờ kè nó chạy sát mấy sông gì đây. Và đây là khu dân sinh cô bác. Đây. Cô bác thấy khá là đẹp á, cũng vào này nếp cũng quy củ lắm. Và đây là cái con sông Cái Răng đây cô bác. Đây là cái con sông Cái Răng mà đoạn đầu xấu luôn đó cô bác. Và bên kia là chợ Cái Răng. Và cây cầu này đi vào chợ nổi Cái Răng đây. Cây cầu này chính là cây cầu Cái Răng. Cô bác đi vào hướng này, vào hướng đằng Tây đây, mình đang hướng đằng Đông. Trở về hướng Tây là chợ nổi Cái Răng. Và ngay cái góc chỗ cái đài cao kia đó là cái hướng mà đi chợ An Bình. Cái hướng đi chợ An Bình và hướng về bánh xèo Bảy Tới đó cô bác. Và mình đi theo cái trục đường xe chạy này là mình đi về cầu Đồ Sáu. Đây cô bác thấy đẹp không? Khá là đẹp. Bệnh viện mắt Sài Gòn cô bác ơi. Khách hàng mình. Dạ cô bác thấy bên xa kia đó là cái voi của cái góc đường của cầu Cái Răng bé đó cô bác. Và đó là cái khu chợ Cái Răng cô bác ơi. Mình có ghi một clip ở bên chợ Cái Răng đó rồi. Rồi, ở đây là trở lại cây cầu rồi. Rồi, cô bác sẽ trở lại. Đây là cái hình ảnh của con sông Cái Răng cô bác. Chạy chỗ qua cầu Quang Trung và trở về Bến Ninh Kiều. Dạ cái đường bờ kè này nó chạy cũng chạy thẳng về tới Bến Ninh Kiều đó luôn đó cô bác. Đây, thẳng tâm tắp luôn. Rồi trở lại khu dân sinh. Vào đây cô bác. Rồi bây giờ tới cái chân cầu của Cái Răng mình đi về cái hướng cầu Đầu Xấu rồi. Bây giờ mình sẽ trở về ngã ba hợp tác xã cô bác ơi. Có nghĩa là bây giờ mình ngã ba hợp tác xã, những người làm bên buôn chính lâu mới biết được cái chỗ đó cô bác. Không còn dấu tích cô bác ơi. Không còn dấu tích ngã ba hợp tác xã nữa. Chỉ còn cái tên. Bây giờ mình bắt đầu mình chạy trở về cầu Đồ Xấu nữa cô bác. Mình đang xuống dốc cầu của Cái Răng. Cái trục đường đi về Hậu Giang luôn đó cô bác. Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau luôn. Bây giờ mình chạy ngược trở về Ninh Kiều. Mà điểm mình cái chỗ đến tiếp đến là cầu Đầu Xấu.
đây cô bác. Bên tay trái mình là cái đường Trần Bình Khiết đó cô bác. Hôm trước mình vô, mình hôm trước mình có gây cái ghi cái clip của chùa Tùng Xuân đó cô bác, à, Tùng Thiên. À, cái đường đó Trần Bình Khiết. Và bây giờ mình đi về cái trục đường của đến cầu Đầu Sáu trước, qua cầu Đầu Sáu mình đi về ngã ba hợp tác xã. Và đây ở đây thì ở trước mặt mình đó là vòng xoay của bác. Cái vòng xoay là cái đường mình đang chạy ra là 30 tháng 4, tập trung về đây thì vô cái vòng xoay này với đường 3 tháng 2, hai cái đường chụm cái đầu nhau đi chung một con đường là quốc lộ 1 của bác, trở qua cầu Cái Răng, hai cái đầu đường chụm đầu nhau đi vào chung một con đường. Và bây giờ công viên đó là đường 3 tháng 2 đó cô bác, trong cái khuôn viên vòng xoay đó. Bây giờ mình đang ở trục đường 30 tháng 4 các bác này. Trên trục đường 30 tháng 4 này có một cái bệnh viện, đó là bệnh viện y học cổ truyền các bác ơi. Hồi lúc trước cái bệnh viện này thì địa chỉ là bệnh viện là số 6 đường 30 tháng 4. Cái địa chỉ mình đi công văn lúc trước, mười mấy năm trước đó cô bác, là ngay cái bệnh viện y học cổ truyền đây cô bác thấy đây, đây bệnh viện y học cổ truyền đây, số 768 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Cái phường là giống cô bác nhưng mà cái địa chỉ là khác rồi, 768 đường 30 tháng 4, ngày trưa là số 6 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bệnh viện y học cổ truyền. Đây. Rồi tiếp tục mình đi ra tới tí xíu nữa cô bác. Cái đường 30 tháng 4 này á, dưới đường 3 tháng 2 ở cái trục giữa họ, hai cái đoạn đường này đi song song nhau cô bác. Nhưng mà tới đây á, thì cái đường 30 tháng 4 này bọc cua, ngoặt cua gần như là ăn lờ luôn đó cô bác. Nó gần vuông góc luôn đó. Để nó chụm nhau vào cái cầu Đầu Sáu, đi chung một con đường cô bác. Đây cô bác thấy cái cua nè, cái cua ở trước của 30 tháng 4 nè, mà cua qua để chung vào cái con đường. Và đây cô bác thấy đây, đây chính là cái hẻm 583 cô bác ơi. Đây là chính là cái hẻm ngã ba hợp tác xã. Cô cho hỏi con, cô ở đây phải không cô? Cho con hỏi cái phải cái hẻm này là cái hẻm ngã ba hợp tác xã không cô? Tại sao hồi đó họ đặt tên là ngã ba hợp tác xã? Tại hồi đó con đi bưu điện. Tại hồi xưa đó là con làm bên bưu chính đó. Rồi con đi phát thư đây, ta nói hả ba hợp tác xã không à? Ngã ba hợp tác xã. Thì không có để. Đúng rồi, đâu có cái tên đó. Dạ. Nào tới giờ là. Vậy là hồi đó là ở đây nó có cái hợp tác xã đúng không cô? Nó có hợp tổ hợp tác xã đâu ở trong đó. Dạ. Thành ra con nói tại sao không có cái hợp tác xã nào ở đây cho mà không có cái hợp tác xã, nhưng mà nói ngã ba hợp tác xã là người ta biết. Dạ. Tao con đi công văn cái gì con có hỏi người ta, nói cái vô ngã ba hợp tác xã. Dạ. Mà con đường này bây giờ làm mới là đẹp hơn con, lúc xưa xì sụp lắm. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Dạ. Dạ đó con, cô bác đã xem rõ kỹ rồi đó. Là chính xác mà. Chính xác là ngã ba hợp tác xã là như thế đó cô bác. Rồi bây giờ mình trở lại cái đường đường... Dạ con hỏi làm cái lấy tờ lấy tư liệu. Dạ rồi, con cảm ơn con nha. Đó cô bác, đó là cô bác đã rõ rồi cái ba hợp tác xã ta thấy không, chỉ hỏi mấy người lớn tuổi thôi, người trẻ không biết đâu cô bác.
Rồi bây giờ thì mình trở lại, mình đi cái con đường 30 tháng 4 này tiếp tục cô bác. Rồi mình sẽ trở về cái đường Trần Hoàng Na cho cô bác xem là cái dự án cầu, cây cầu từ Trần Hoàng Na mà xuất phát điểm là từ khu dân cư Hồng Phát cô bác. Mở con đường tắt ngang từ 3 tháng 2 cho đến 30 tháng 4 để con đường này sẽ chở thẳng xuống Trần Hoàng Na và tiếp tục bắt cây cầu thẳng qua bên cái bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ cô bác. Mình có ghi cái clip bên đó cho cô bác xem rồi, và hôm nay mình sẽ đi vào đó, cô bác sẽ xem được cái bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ sẽ được nối liền từ cây cầu ở cái điểm đường Trần Hoàng Na đi qua cô bác. Đây, lúc xưa cái đường này được 30 tháng 4, 3 tháng 2 chạy song song với nhau, chưa có cái con đường tắt ngang này cô bác. Đây, chưa có con đường tắt ngang này đâu. Đó, họ chỉ mới mở con đường tắt ngang này thôi cô bác. Đó, con đường tắt ngang này họ lúc trước họ mở con đường Trần Hoàng Na này trước. Cái Trần Hoàng Na này lúc trước khoảng 4-5 mét gì đó cô bác, mà đá sỏi không à. Họ làm lại rồi, bây giờ họ mở thêm ra. Và thế là họ mở luôn cái con đường đây. Cái con đường từ 3 tháng 2 30 tháng 4 và mở thẳng lên khu dân cư Hồng Phát luôn. Có nghĩa là cái con đường này sẽ xe sẽ đi trực tiếp khi cái cầu xong, là xe sẽ chạy trực tiếp từ đây qua bên bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ luôn. Không phải chờ qua cái cầu Hưng Lợi, bị gì cái cầu Hưng Lợi nó quá tải của bác à. Khoảng 16-17 giờ chiều là thường hay bị kẹt xe của bác. VOV giao thông cũng luôn luôn đọc cái bản tin về kẹt xe của con đường Hưng Lợi qua cầu Hưng Lợi của bác. Đó, cái dự án này cũng là lâu rồi của bác. Đó, cô bác thấy con đường rất là rộng không? Họ giải tỏa ra, họ làm con đường rất là lớn. Con đường này xuống là đường tầm du nha cô bác. Ngày xưa mình đi xuống con đường đây, tắt xuống đây chỉ có con đường này thôi. Sau họ mở những cái con đường nhánh nhỏ nữa. Họ đó đi kia là đường độc đạo đó cô bác. Chỉ có một đường đi xuống, một đầu một cuối. Là có khi là cuối của đường tầm du đó, họ khóa lại không cho vào luôn cô bác. Mình chỉ đi một con đường đi vào và còn một con đường đi ra thôi. Ngày xưa làm bưu chính là rất là khó khăn. Bây giờ thì đường thì thông thoáng hết rồi cô bác, đi nó cũng dễ dàng. Bây giờ mấy em là bưu chính nó sướng lắm, sướng hơn mình lúc xưa. Đây cô bác thấy những cái cần trục nè, thấy không? Đó, cần trục máy xúc nè, họ làm đường đó cô bác. Họ làm cái đường này để mà làm cái mấu cầu đó cô bác. Đây, cô bác thấy chưa? Cô bác xem nè. Đó, cô bác thấy chưa? Nữa cần trục rất là cao, rất là nhiều cần trục luôn. Hoạt động xuyên suốt cô bác. Mình đi ngang đây nhiều khi thấy lễ lọc họ vẫn làm, không nghĩ cô bác. Đây là đường Tầm Vu mà chạy vào trỏng là cái đường Tầm Vu đó ra chỗ ngã ba hợp tác xã đó cô bác. Nó ra ngay cái đầu đó. Đây, cô bác sẽ thấy đây. Đây cô bác thấy đây. Anh ơi, cái dự án này khoảng bao giờ mới khánh thành với anh? Không biết hả? Làm chắc còn lâu rồi hả? Em thấy làm cũng xuyên suốt luôn ha. Không nghỉ luôn á. Làm liên tục luôn mà. Dạ. 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 Em cảm ơn nha. Đó, thấy cô bác. Anh này anh nói cũng không biết bao giờ
không biết bao giờ là xong. À, anh chỉ là một công nhân thôi cô bác ơi. Thì bây giờ mình hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ mình biết chắc chắn là anh không biết đâu. À, mình hỏi cho có việc để mình hỏi thôi. Và cô bác thấy đây. À, mình sẽ ghi toàn cảnh cho cô bác xem nha. Đây, đây là cái chân đầu đường Trần Hoàng Nha Na, nhìn qua cái bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ đây cô bác. Đó, đó cần trục san sát luôn. Đó, đây là những cái gì, cái thiết bị để công cụ để họ làm cái mố cầu được cô bác. Theo cô bác thấy lực lưỡng không? Rất là hoành tráng. Cô bác thấy chưa? Cái khung cảnh này hiếm thấy cô bác, là mình trèo lên rất là cao cô bác ơi, chứ không phải đứng rất đâu. Đó, trèo lên rất là cao rồi mình mới đứng, mình dối thẳng tay cái máy đó luôn. Thêm một cái khúc nữa, khúc gậy nữa đó. Mà không biết cô bác có thấy được không, tại mình đưa thẳng tay luôn rồi. Bây giờ cách đó mặt đất khoảng 2.5 mét đó cô bác. Để mình cố gắng mình lấy được những cái hình ảnh nó xa nhất cho cô bác xem. Và có lẽ mình zoom. Có lẽ mình zoom cho cô bác thấy có thể rõ hơn. Rồi, zoom nha cô bác. Thấy được tới đâu hay tới đó. Không biết cô bác thấy được cái bờ bên kia sông không? Mình đang đứng ở bên đường Tầm Du đây cô bác. Cuối đường Trần Hoàng Na. Đó, à, mình cố gắng mình cố gắng hết sức. Là khoảng 2.5 mét đứng cao lên mặt khỏi mặt đất đó cô bác. Mình đưa thẳng tay thành ra mình không biết cái màn hình nó ghi hình được ở đâu luôn. Đó, rồi cô bác xem đi. Đó là toàn quang cảnh của cái công trình thi công cây cầu từ đường Trần Hoàng Na qua bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ. Bến xe mới đó cô bác. Rồi. À, bây giờ mình đưa lại một lần nữa cho cô bác xem, rồi mình bước xuống cô bác ơi. Mỗi lần ghi hình lần khó, ở chỗ này là rất là hiếm, hiếm có đường trèo lên. Cố gắng quay cho cô bác xem nha. Đó là bên kia bờ sông, nơi tiếp giáp của địa phận Ninh Kiều và Cái Răng nha cô bác. Rồi, mình sẽ bước xuống đây. Rồi, đây là sau lưng, phía sau lưng của đường Trần Hoàng Na nè cô bác. Đó, rồi anh kia anh bơm nước xình văng cái máy ướt nhẹt luôn, chứ có sao không nữa. Rồi cô bác ơi, thế là mình đi được tới đây rồi. Đây, đây là đường Tầm Du. Đó, mình chạy vô đó là sẽ đường ra ngã ba hợp tác xã, mình đã gặp cái cô đó rồi cho cô bác xem. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha cô bác. Giờ mình đi đường nào giờ ta? Thôi cô bác ơi, mình đi đường này đi, mình đi trở lại Trần Hoàng Na lại cô bác ơi. Bởi vì đi Tầm Du thì cũng không có gì, Tầm Du chỉ có bờ kè thôi. Lên trên đây thì có thể là có đài truyền hình. À, mình đi trở ngược lên đây thì mình đi được trường cao đẳng Cần Thơ nè, 209 đường 30/4 phường Hưng Lợi quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ nè, Đại học Y Dược nè. Đây cô bác, mình trở lại Trần Hoàng Na lại cô bác ơi. Mình không đi đường Tầm Du nữa, mà mình đi Trần Hoàng Na luôn.
con đường Trần Hoàng Na họ mở tiếp tục luôn, chạy dài thẳng lên Nguyễn Văn Cừ, nó dài luôn đó cô bác, nó chỗ ra đó. À, mà chắc tương lai con đường này không biết nó có chỗ thẳng luôn hay là nó ngoẹo. Cái đó là cái ngã ba nè. À, một con đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Cừ nó dài, nó trở về Phong Điền đó cô bác. Cô bác thấy con đường rộng thênh thang rồi, hai bên nè. Và mình đi bây giờ mình quẹo phải cô bác ơi, mình đi trên trục đường 30 tháng 4 là rồi. Rồi bây giờ mình trở về đường 30 tháng 4 lại. Cổng phụ của trường cao đẳng Cần Thơ cô bác. Bây giờ mình sẽ đi vào cổng chính cho cô bác xem nha. À, trường cao đẳng Cần Thơ đây. Mình có mấy đứa cháu cũng học trong này nè cô bác. Đây. Đây cô bác ơi. Trường cao đẳng Cần Thơ. Địa chỉ là 413 đường 30 tháng 4 cô bác ơi. Lúc xưa là 209 đường 30 tháng 4, bây giờ đổi rồi. Trường cao đẳng Cần Thơ. Đây là phường Hưng Lợi của bác. Đây là khuôn viên của trường cao đẳng của bác. Tiếp tục của bác. Mình qua khỏi cao đẳng y tế, trường cao đẳng Cần Thơ rồi cô bác. Và tiếp tới đây là đóng cửa rồi cô bác ơi. Đây, khu cách ly tập trung đại học khu 1 cô bác ơi. Rồi xong rồi mà. Khu cách ly tập trung rồi, khu này mình hay dần đi công văn mà bây giờ bị gì rồi sao vô cô bác ơi. Rồi không vô được rồi. Thôi đành chở đi qua luôn cô bác ơi, tính đi vào đi ghé thăm mà không được rồi. Rồi đi tiếp tục cô bác ơi. Và ở đây là khuôn viên. Đây là cái khuôn viên của đại học khu 1 đó cô bác. Đây. À, lúc xưa mình đi công văn là mình đi cổng này đây cô bác. Cổng này với cái cổng này. Đây cái cổng hộp xuống nè. Ở chỗ này cũng là cái nhà xuất bản của đại học khu 1 luôn nè cô bác. Rồi. Thế là mình không vào được rồi. Tiếp tục đi trên trục đường 30 tháng 4 cô bác ạ. Và đây cô bác thấy đây là cái đây đài truyền hình mà là truyền hình Cần Thơ cô bác. Ngày xưa đài truyền hình Cần Thơ này á, là địa chỉ của nó, có địa chỉ ở tại đây là 213 đường 30 tháng 4 cô bác ơi. Còn đài truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ là 215. Nhưng mà bây giờ địa chỉ có thay đổi, đổi địa chỉ mới rồi cô bác. Đây. Phòng dịch vụ và quảng cáo. Đây là của cái đây là của đài truyền hình Cần Thơ nha cô bác. Đây. Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đây, các bác thấy rõ hơn. Rồi, tiếp tục mình đi tới của bác. Ra là đây, đây chính là cái đài truyền hình thành phố Cần Thơ đây cô bác. Và đây là cái bảng của đài truyền hình thành phố Cần Thơ đây. Đây cô bác.
đi qua luôn cho cô bác xem. Đây là đài truyền hình thành phố Cần Thơ đây. Và ở đây là cái đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ đây cô bác. VTV đó cô bác. Địa chỉ là 215 đường 30 tháng 4, nhưng mà bây giờ địa chỉ cũng sắp mới luôn cô bác ạ. Không còn địa chỉ cũ nữa. Đây. Cô bác hãy về VTV. Địa chỉ là cô bác. VTV. Đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Yeah. Đó cô bác, đó là những gì công viên của đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Đây, đây cái đài mà bên kia mình nhìn thấy cao chót vót đó cô bác. Đây cái đài đó, đây đây cô bác thấy cao không? Đó, cao tiếp trên trời luôn, cao nhất luôn đó cô bác, nó Cần Thơ luôn đó. Đây đài truyền hình Việt Nam đây. Rồi mình tiếp tục mình đi tới cô bác ơi. Cái này lúc trước mình có đi rồi cô bác, mà bữa nay gần gần Tết rồi, mình đi lại một quận nữa cho cô bác xem. Mà bữa nay cũng chiều rồi cô bác ơi, không thấy ánh mặt trời luôn rồi, cảnh cũng không có được đẹp. Mình đang đi trục đường 30 tháng 4 cô bác ơi. Rồi mình tiếp tục mình đi nữa cô bác ơi. Đây là cái đường qua cầu Hương Lợi mình có đi rồi đó cô bác. Cái đường Nguyễn Văn Linh giao nhau với 30 tháng 4. Khu này là khu trường học Lưu Thế Vinh cô bác ơi. Lúc này mấy em cũng chưa có học. Đây Lưu Thế Vinh đây. Ở đây là nhà thờ An Thạnh nha cô bác. Đây cô bác thấy gần ở bên kia là Vinbia rồi đó. Vinbia có phần Nhật Vượng cô bác, Vinbia Xuân Khánh này. Mình chạy tới luôn rồi đó cô bác ơi. Chạy tới bên kia luôn rồi. Rồi mình quẹo vào đây. Đây cô thấy cô bác thấy bên kia đây. Ngay cái góc này.
là cái bảng của Win Beer đây. Rồi mình đi vào pha ở phía sau cho cô bác xem nha. Cái này gần Tết rồi, mình đi lại thấy có cái không khí có mùa xuân rồi cô bác ơi. Đây là những gì của Win Beer ở sau mình. Đây cô bác, công trình thi công bờ kè đây cô bác. Họ đã làm tới đây rồi. À, cô bác có cái clip ở cầu Cái Răng đó, cô bác thấy cái bờ kè đó là bờ kè nó chạy dài đây đây. Khuôn viên bờ kè rất là đẹp. Và cô bác ở đây thấy rõ cái chỗ cây cầu Quang Trung nè. Đây. Đây cô bác thấy rõ chưa? Rất là xa nha cô bác. Ở đây là ở Vincom Xuân Khánh nha cô bác. Rất là xa cây cầu Quang Trung nha. Đây. Và cô bác thấy ở đây. Đây, mình sẽ chạy tới một đoạn nữa cho cô bác thấy cái Vincom Xuân Khánh. Và đây là Vincom Plaza. Đây, Vincom Plaza. Và cuối chỗ Vincom Plaza đó cô bác sẽ thấy một cái lồng kính đó, cái đó là thang máy của bác. Cô bác giờ đi vô đó là mình đi thang máy lên tới ở trên là mình thấy quang cảnh xung quanh hết đó cô bác. À, toàn lằn kính không. Rồi và tới đây cô bác sẽ không đi tới Bọc Hậu được đâu. Mình phải chạy trở ra cô bác ơi. Cái đường này là không có lên xe mình chạy qua bên đường bên kia được. Bắt buộc mình quành trở lại cô bác ơi. Rồi, từ khuôn viên này mình quay trở lại cô bác. Đây, cô bác thấy cái quang cảnh của Vincom đẹp không? Chỗ này là Win Beer đây. Rất là đẹp. Mình chạy lên cái sảnh này mình công văn mà đi đường này cô bác. Ô, cô bác thấy nè. Có nước đẹp không? Và ở trong nè. Cô bác thấy đẹp không? Lung linh luôn. Và ở trong này mình nhìn ra cô bác thấy nhìn ra cái Win Beer nè. Win Beer Hotel Cần Thơ. Cô bác thấy đẹp lung linh chưa? Là mình đi sẽ đi lại cái trục đường giao hàng của mình cho cô bác xem lại nha. Đây cô bác, khi mình đi giao hàng này mình đi xuống cái đường hầm này đây cô bác. Giao hàng đi xuống cái đường này đây. Đây cô bác, đi hàng đi vô đây. Giờ đây đi xuống thêm một tầng nữa. À, cô bác sẽ quanh vô đây. Quanh vô đây nó chở ra đây. Và đi lại. Đó. Đi lên đường này. Thấy không? Đó, đi xa vô trong trống, sâu trống giao hàng ở trong đó. Đó, mình đi lên. Đó. Xe nó chạy không nổi luôn á cô bác.
tới đây thì cô bác sẽ chở ra cổng lại viên bia. Viên bia Cần Thơ. Đây, những cái hàng cây đẹp đẹp vô cùng luôn. Và thấy nguyên một hàng cây rất là đẹp ha. Rồi trở lên xuống bờ sông của bác ăn quanh trở lại. Đây là công trình thi công của bờ kè. Rồi đây cô bác. Đây là Winbia. Cô bác thấy chữ Winbia đẹp không? Đây. Cô bác nhìn thẳng lên trời đây. Trời chót vót đây. Đẹp chưa? À, mình đi một vòng nữa cô bác ơi. Rồi một vòng nữa rồi mình đạo trở ra. Rồi cô bác ơi, xoay cổng trở lại. Có nhiều đó, quạnh quạnh nhiều đó, không có đi trở bên kia được cô bác ơi. Mình chỉ quanh bao nhiêu đó thôi. Cái đường sau nó bít lại rồi. Rồi thế là mình quẹo trở về chợ Xuân Khánh là mình giáp vòng đó cô bác. Rồi, và đây là Trần Văn Hoài. Khu đó là bên khách hàng của mình đó cô bác. Liên hiệp Hội Phụ Nữ thành phố Cần Thơ. Và nguyên cái khu này là khu hành chánh. Khu hành chánh chuyên nghiệp không đó cô bác. Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh Xã hội. Hội Cựu chiến binh. Rồi. Và đây cô bác ở bên con ra nè. Cali Phật Nha nè. Đây, Vinh Công Lạc Gia. Cô bác, mình vào, mình giao hàng ở công ty An Gia là đi cổng dài này nè cô bác. Đây cổng chính của Vinh Công ngoài này luôn nè. Trong này mà cũng mình có mấy khách hàng đó cô bác. Đây. Cali con nha. Và có rã cả cái rạp chiếu phim luôn cô bác. CGV luôn. Đây. Sách sửa Noel này họ trang trí rồi cô bác. Rồi, mình sẽ trở lại một quận nữa cho cô bác xem cái khu nhà ở của Vincom nè. Bữa nay là tắt nắng rồi cô bác ơi. Okay. Quay lại cho nó giáp vòng luôn cô bác. Xuân tới rồi. Mình đi một chuyến này nữa là qua Tết luôn rồi đó cô bác. Giờ này buổi chiều tắt nắng rồi đó mà không khí vẫn thấy lạnh lạnh đó cô bác. Xe lạnh. Đây, khu nhà ở Vinhome đây cô bác. Cô bác thấy đẹp chưa?
đẹp lộng lẫy chưa. Này cô bác, thẳng tâm tắp luôn cô bác. Và cô bác nhìn lại thấy cái viên bia nè, đây là viên cơm nè, đây viên bia đây. Đó, cô thấy cô bác thấy khuất mặt trời tắt nắng à, thấy chưa? Đây, đây mình đứng dưới cái khuôn viên của viên cơm này cô bác, ghi hình ngược lại viên bia đây. Thấy chỉ một màu đen thôi, với trong hình cô bác thấy sao chứ, thấy một màu đen không mà cô bác, tại vì mặt trời tắt nắng xám, thấy xám xịt rồi cô bác ơi, không rõ. Rồi bây giờ là công trình của các anh thợ đang thi công cái bờ kè vỉa hè đây cô bác. Rồi đây cô bác sẽ, đây cô bác sẽ thấy là cây cầu Quang Trung nè, đứng đứng từ cái Vincom Xuân Khánh nhìn lên cầu Quang Trung, cô bác xem đây. Rồi cô bác ơi, tất cả tất cả là cũng có bao nhiêu đó thôi cô bác, giá phải đi một vòng đó cô bác. Đây Vincom nè, Vinhome nè, đây thì mình đi trở ra cô bác ơi. Đây cô bác thấy Vincom là ra nè, ở bên kia mình quay đi thành hơi qua bên đây mình đi thành ngược lại. Thế là mình đi trở ra nè cô bác. Rồi cô bác thấy đây, cái đường mình đi trở ra lại. Và cô bác thấy bên đây cũng là cái cổng, cái cổng bên hông nữa đây, Vincom là ra đây cô bác. Highland Coffee. Rồi thế là mình đi trước, mình đứng ở Vincom Xuân Khánh, mình ghi hình hoặc là Vincom ra xa ở chợ Xuân Khánh, mình quay hình hoặc là Vincom ra xa. Bây giờ từ Plaza mình xong thì mình đi ngược lại chợ Xuân Khánh. Và
là hầu như là đầy đủ mọi góc cạnh ở thành phố Cần Thơ đi giáp Mỹ hết nhau rồi các bạn. Ở đây cô bác thấy rồi. Bây giờ mình trở vào đây, cái bản này vẫn còn hiệu lực của bác không? Đây, gần Tết rồi, cái bản vẫn còn hiệu lực. Đề nghị bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn, chợ tạm ngưng hoạt động. Rồi, cô bác xem đây. Rồi, kết thúc nha cô bác. Tạm biệt cô bác.